trầm tĩnh quá, thu hút quá. Suy tình 365 ngày rồi, tỏ tình đi. Hoàn hảo quá. Anh ơi, em có chuyện muốn nói. Anh có biết thanh xuân như một tách trà? Trà hả? Nè, đây là trà bức non ti bà sáng năm mới, ngon lắm, mời em. Uống ngon nha. Trà búp non T365 ngon đỉnh cao.